Khu du lịch với chiến thuật đỉnh cao, khách ào ào xếp hàng mua vé, dù đông đúc, nóng nực nhưng chẳng chút than phiền. Đây là hình ảnh ghi lại được tại một địa điểm vui chơi ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Hội chị em bạn gì mới chỉ đến cổng thôi, còn đang phải xếp hàng mua vé chứ chưa có cảnh đẹp nào, nhưng đã vội vã lấy điện thoại ra, quay chụp chụp tới tấp. Hóa ra là bởi nhân tố này, dù khách rất đông, trời rất nóng, nhưng ai cũng kiên nhẫn đứng chờ, bởi vì ảnh soát vé chính là mỹ cảnh nhân gian hợp nhãn các chị quá rồi. Dáng người cao ráo, đường nét hài hòa thế kia thì làm gì có bà nào dám cất lời than phiền nữa cơ chứ. Chính anh là nguyên nhân khiến quá trình soát vé trở nên vui vẻ hơn nha. Vào tới bên trong khu, khi đi chơi cả ngày mệt rồi, định ghé mấy sạp đồ ăn để nạp năng lượng thì lại gặp thêm một chỗ phải xếp hàng đến đông nghịt. Khác một chút là lần này người xếp hàng toàn là nam. Cứ tưởng có món gì ngon ngon cơ mà hóa ra chỉ là bánh kết bình thường thôi á. Nhưng mà chắc là ngon thật mặc dù tôi chưa có ăn. Khá khen cho đội ngũ phân bổ nhân sự của khu vui chơi này. Đi chơi một ngày về mới thấy nhan sắc đúng là chiếc váy thông hành trên đời. Dàn nhân viên cứ đẹp trai xinh gái cỡ này thì đảm bảo khu vui chơi lúc nào cũng ăn khách cho mà xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tám TV, tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị bạn nha.